Khoảng 15 giờ ngày 6 tháng 10 tại khu vực đường Tố Hữu qua Dương Nội, quận Hà Đông, Hà Nội, một thanh niên có biểu hiện không bình thường đã trèo lên cột điện cao thế và ngồi cố thủ. Người thanh niên này khoảng 30 tuổi, mặc quần dài, áo phông và đi chân đất. Đến khoảng 16 giờ, người thanh niên này vẫn đang bám trụ trên cột điện và gào hét khiến nhiều người sợ hãi. Công tác triển khai đệm hơi vô cùng khó khăn do tuyến đường Tố Hữu có mật độ giao thông lớn. Nhiều người dừng lại theo dõi vụ việc. Một số người giơ điện thoại chụp ảnh và live stream. Vị trí nam thanh niên cố thủ cao đến 20 mét. Nam thanh niên bám trụ và gò hét.